Alo, hôm nay chúng ta đến với buổi buổi tiếp nhá. Hôm nay mình cũng buổi chiều bị bận cho nên là chúng ta không nhiều thời gian. Và có một buổi đánh giá ngắn vào buổi trưa. Và đến trưa hôm nay thì thị trường hơi đỏ nhẹ và hình như các ngân hàng đỏ nhiều hơn xanh. Đúng rồi. Về phía HDBank thì hôm nay cũng giảm highlight rồi. Và đến đến sáng là giảm highlight đúng không? Đóng cửa là 19. Và như vậy là nói chung so với cách đây 2 3 tuần thì vẫn tăng nhẹ một chút, đúng không? Gọi là sơ bộ là như vậy. Còn nói chung thì có một đặc điểm là thanh khoản nó rất là cao. Và hôm nay hết sáng đã 9.700 rồi. Và thỏa thuận nhiều 600 thôi, như vậy là trên bảng khớp lệnh liên tục bình thường nó đang là 9.100 riêng buổi sáng. Như vậy một ngày có thể 16 18.000 là không khó, đúng không? Và có thấy những phiên gần đây thanh khoản thị trường đang lên rất là cao. Và dòng tiền chạy luân phiên rất 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 nhiều mã. Và bắt đầu từ đến những hôm này, đúng không? Bắt đầu từ những hôm 30. Bắt đầu 30 tháng 5. Như vậy là đến giờ là cũng là phiên thứ 7 rồi, đúng không? Chúng ta có phiên thứ 7 thanh khoản rất là cao. Với cộng với thuận bạn đã khoảng 15.000 và các phiên sau thì gần như đều đa phần rất là cao, chỉ có cái phiên 1 tháng 6 hơi thấp một chút thôi. Còn lại đa phần đều cao. Hôm nay mình dự kiến là cũng là phiên rất cao. Cái sáng đã 9.700 rồi. Và đấy là cái thông số mình có được như vậy. Phía HDBank thì hôm nọ rất là kịp thì mình cũng đã xong cái phần liên quan đến thông tin về của ngân hàng, đúng không? Cho bà có tuần liên một cái báo cáo cực kỳ dài. Và ở đây thì chúng ta đã đến đến đại hội cổ đông rồi. Và trong đại cổ đông thì chúng ta được biết là ngoài cái 20 triệu đã phát hành năm ngoái thì cái đợt ESOP nó vẫn còn 20 triệu nữa và dự kiến phát hành trong năm nay. Tất nhiên năm ngoái thì là cái ESOP mà 20 triệu đầu này là nó tương đương khoảng 1%. Thế còn đợt này ấy, thì là hiện nay thì số lượng cổ phiếu đang là 2,5 tỷ rồi. Và đợt tới sẽ có một cái cú gọi là cổ tức cổ phiếu gì đấy, đúng không? Cổ tức cổ phiếu 15% nữa. Và do đó nó sẽ thành khoảng tầm chắc là khoảng 2 tỷ 8, 2 tỷ 9 gì đấy, đúng không? Và sau đó công ty sẽ hàng ngân hàng sẽ phát hành thêm 20 triệu nữa. Thì tất nhiên lần này thì cái ESOP lần này cũng 20 triệu. Và nếu mà phát hành song hành thì bản chất là sau khi giá nó giảm xong rồi bắt đầu mới tính vào đấy. Thì là 2 tỷ 9 thì mình nghĩ chắc lần này nó chỉ khoảng 0,7% thôi. Và tổng hai đợt phát hành nó tương đương với đợt pha loãng khoảng tầm 1,7%. Vâng, đấy là cái đợt 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 ESOP là như vậy và cái đợt này là chỉ có 5 người được nhận thôi. Vâng, và chúng ta sẽ cùng đợi xem thế nào, nhưng mình dự kiến là khả năng nó cũng rất ít. Vâng, khả năng rất ít. Và tất nhiên đây là cái bài gọi là ông chủ người ta ăn thêm thôi. Vâng, tức là nhóm nhóm chị Thảo, đúng không? Ví dụ chẳng hạn như là chủ cầm 60, đúng không? Cả công ty là 100, đúng không? Và tất nhiên là tỷ lệ sở hữu ban đầu thì được gọi là 60%, đúng không? Đấy, hình thái là như vậy. Thế sau đó thì trong cái lần tăng vốn, đúng không? Thì ở đây kia mình giả định là pha loãng 61,5 nhé, 61,7, đúng không? Đây là 1 đến 1,7. Và tất nhiên cái đấy gần như là vào chủ hết thì bỗng nhiên là tỷ lệ sở hữu của gia đình mình là tăng tăng thêm một chút. Và chứ còn lợi nhuận cũng gì không thay đổi. Và tất nhiên ở đây thì sẽ được đưa ra một cái lý do gọi là khuyến khích, và gọi là khuyến khích động lực cho ban lãnh đạo người ta gọi là cố gắng. Thực ra thì của mình rồi, mình là chủ rồi thì còn cố gắng ai nữa, chắc chắn là mình phải tự cố gắng, đúng không? Vì mình là cổ đông lớn nhất ở đây. Đúng ra cái này là phải chia cho khoảng tầm 3 đến 400 người, đúng không? Tương đương với giám đốc chi nhánh cũng được nhận. Tất nhiên là không phải là chia đều, đúng không? Ông nào chi nhánh tốt thì được nhiều, ông nào chi nhánh bình thường thì được ít, và ông nào chi nhánh kém thì không được. À, như thế thì ngân hàng nó mới ok được, đúng không? Chứ còn này chỉ là chủ cái bài này là bài gọi là chủ ăn của cổ đông thôi, đúng không? Thông thường là như vậy. À, chúng ta nhân là chúng ta hiện nay thì cái đợt hai chưa chưa nhìn thấy, đúng không? Nên chúng ta cũng gọi là phỏng đoán thôi, chứ nó cũng chưa có cái cơ sở gì kết luận là cái đấy lại bán 5 người, đúng không? Còn hy vọng là này bán trong tử tế một tí, đúng không? Thế còn ở đây thì rõ ràng là thù lao hội đồng quản trị cũng rất là cao, đúng không? Cũng 1%, tức là nếu như mang lại nhuận 8.000 10.000 thì à, sau đấy là khoảng 10.000 đi, đúng không? 10.000 thì rõ ràng là cũng đã được 100 tỷ rồi. Và bên này còn trục lợi thêm nữa, đúng không? Ví dụ như bây giờ là giá 19, đúng không? Giá 19 mà bán giá 10, tất nhiên là sau đợt chia cổ phiếu tới đâu khi chỉ còn 17 thôi, đúng không? Mạch được 7 giá. 7 giá cũng là 20 triệu, chắc là 140 tỷ, đúng không? Chia tiền cũng kiếm, như vậy là loanh quanh ở chủ hết vào chủ, đúng không? Như vậy là không phải lắm. Rồi đây chúng ta sẽ xem tiếp các cái mục sau của các tờ trình liên quan đến tài liệu đại cổ đông. Ở đây thì hôm nọ mình mới dở đến cái tù lao thôi.
Thì tờ trình niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng, đúng không? Cái này thì là cái thị trường liên quan đến phát hành giấy tờ có giá, đúng không? Cái này thì bình thường thôi, và cũng không có gì. Rồi lựa chọn công ty kiểm toán lập tại các ngân hàng thì chắc là thường là họ mới for rồi. Và như vậy chúng ta cũng không có cái gì phải phải lăn tăn cái này. Và báo cáo đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của đồng quản trị HD Bank trong 2022, đúng không? Rồi, chủ tịch ở đây cũng là độc lập. Và số lượng kênh số phát triển mạnh này, giá trị cũng tăng nhiều lần này. Rồi, tuân thủ đúng luật pháp này. Rồi cũng không có gì, đúng không? Thành viên kiêm chủ tịch luôn, đúng không? Có hai thành viên độc lập này. Rồi danh sách dự kiến bầu bổ sung thành viên của chị nhiệm kỳ mới này. Thêm ông Phạm Quốc Thanh hiện nay là tổng đốc và chức danh dự kiến bầu là thành viên, đúng không? Trước là chỉ có tổng đốc thôi. Như vậy là tổng giám đốc, đúng không? Sẽ được bầu bổ sung vào hội đồng trị vào trong cái nhiệm kỳ của năm trong cái đợt đại cổ đông này, đúng không? Không sao, đúng không? Thực ra tổng đốc thì nên tham gia vào hội đồng quản trị. Ngoài này cũng gọi là tương đối đứng tuổi, đúng không? Cũng không quá già, cũng vừa vừa. Sinh năm 70, đúng không? Như vậy bây giờ cũng là 53 54 rồi. Và trước là thành hiện nay cũng là thành viên của bên HDC Son. Trước là phó tổng giám đốc khối CIB miền Nam ngân hàng Techcombank. Và như vậy cũng lôi từ bên kia sang. Phó tổng đốc của bên A Bình Banh. Giám đốc chi nhánh miền Tây ngân hàng ACB. Và như vậy cũng đã nhảy nhót khá nhiều rồi. Rồi xưa nữa thì trưởng phòng tín dụng của bên HBC, đúng không? Nhân viên tín dụng của bên VBank. Rồi. Như vậy lúc đầu còn học kế toán cơ. Đấy, sau đó chuyển sang nghiệp ngân hàng, đúng không? Bây giờ thì đang là tổng đốc của ngân hàng. Rồi ok, cũng không có gì quá thất thường. Vâng, tờ trình ủy quyền cho hội đồng quản trị một số các cái nội dung. Cập nhật thay đổi bổ sung ngành nghề, ok. Liên quan đến hoạt động đầu tư mua bán tài sản của ngân hàng, đúng không? Giao ủy quyền hội đồng quyết định mua lại công ty con, công ty liên kết để thực hiện. Vâng, như vậy là có một phi vụ đầu tư liên quan đến công ty con, thì công ty liên kết của ngân hàng thì giao ủy quyền hội đồng quản trị thực hiện việc chuyển nhượng phần vốn góp cổ phần của công ty con liên kết. Vào năm ngoái là mình nhớ có cái vụ AMC, đúng không? Họ đã bán rồi. Bây giờ thì chỉ còn đúng một công ty con duy nhất là HDC Son. Và quyết định mua bán sắp nhập tách hợp còn thực hiện được. Wow, bây giờ lại dính đến một vụ gì đấy. Và có vụ ủy quyền đi đi đầu tư rồi. Và khả năng nó hóa thành công ty con hoặc là mất công ty con. Liên quan đến chiến lược phát triển ngân hàng điều gì? Và mình nghĩ cái khả năng mà HDC Son bán là thấp, đúng không? Bởi vì đang rất ổn định. Họ cổ phần hóa cũng cổ phần rồi. Quyết định việc chốt điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài anh chơi. Vâng, mình nhớ là vẫn 20% thôi, đúng không? Họ nhớ bóng. Nhớ bóng bóng là vẫn 20, đúng rồi, đúng rồi. Vâng, cũng không ok, nó gần như là đã full zoom, còn dư một tí trong vừa rồi một số quỹ người ta bán ra. Và cái này thì họ cứ xin phép thôi, không biết là thực sự là có làm không. Vâng. Có thể là nếu họ tham gia cơ cấu ngân hàng, tức là mua ngân hàng, cái tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài sẽ thay đổi. Vâng, đấy. Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, đúng không? Thay đổi. Và cái này mình nghĩ là do cái việc là họ họ sẽ nhận sáp nhập một ngân hàng nhỏ. Và cho nên là cái tỷ lệ sở hữu nước ngoài sẽ thay đổi, và lúc đấy có thể cái tỷ lệ sở hữu của nước ngoài của HDBank sẽ giảm xuống. Và nhân dịp giảm xuống thì rất có thể họ sẽ cho cái zoom nó xuống. Và để dư zoom sau này bán cho đối tác ngoại cho nó nghe cho nó ngon này. Vâng, như vậy là sẽ có vụ là khả năng, đúng không? Là sẽ nhận sáp nhập. Vâng, khả năng sẽ nhận sáp nhập một bank nhỏ. Khả năng này rất là cao và tỷ lệ sở hữu của họ cũng sẽ điều chỉnh giảm, mình đoán là như vậy, đúng không? Và đây muốn cập nhật ngành kinh doanh, nó không biết ông định làm gì cái này. Thế còn việc ông có mua cả một công ty con liên kết, nó khả năng rất là cao. Vì ở đây họ đã xin xin gọi là ủy quyền cho hội đồng trị rồi. Vâng, vậy là trông thì rất khô khan nhưng mà có những cái diễn biến mới.
liên quan đến việc là việc xuất toán khỏi ngoại bảng các khoản nợ đã được sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro. Vâng, cái này thì ra thông tin thì nghe là quan trọng đúng không? Nhưng mà đây thì rất là khó kiểm chứng. Liên quan đến phương án gọi là cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu hay không anh em ra được. Rồi, ok. Vâng, như vậy là chúng ta nhá nhá được một số thông tin. Họ sẽ có mồm của đi con, liên kết gì đấy. Vâng, rồi thậm chí có thể sẽ điều chỉnh zoom ngoại. Và liên quan đến cái vụ nếu mà sáp nhập à việc miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Tâm đúng không, thành viên cá nhân thành viên quản trị và bầu bổ sung ông Thanh đúng không, anh Thanh từ tổng đốc vào cho thành viên luôn rồi đúng không? Tiếp về việc chủ trương góp vốn mua cổ phần của một công ty cho nó một chứng khoán để ồ đây 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 đúng rồi rồi. Và như vậy là mua công ty chứng khoán đúng không? Và khả năng chính là cái thằng chứng khoán HD kia rồi. Vâng đúng đây rồi, đúng đúng HD, công ty chứng khoán HD rồi. Và bên trước mình ngó bên kia thấy Sobico cầm mười mấy trăm, vâng chắc là cả gần như là bên trong gần như là cầm hết rồi. Tất nhiên là cái ông HDS đấy thì không có gì cả, vâng mình nghĩ là gần như là không có gì cả. Đây là web của Sở Hà Nội nhá. Vâng, và theo quy định luật chứng khoán thì đã là công ty chứng khoán thì kiểu gì cũng phải phải nộp đầy đủ công bố thông tin lên cho nhà nước, kể cả là có niêm yết không niêm yết. Vâng, cho nên là chúng ta không niêm yết cũng nhìn được. Vâng. Cho vay siêu ít. Vâng. Cái này chắc là gửi tiền rồi này. Vâng, chứ tiền gửi này. Có một cái FVTB nữa thôi này. Đây là phải thu bán các tài sản tài chính này. Đúng rồi. Vâng, vốn chủ hiện nay đang là 1.600. Và có một cái lợi nhuận 600 tỷ từ từ bao giờ ấy. Hiện nay giá trị các khoản chứng khoán tại tại HDS đúng không? Là khoảng 19.000 tỷ, như vậy cũng bé thôi đúng không? So với công ty hàng đầu thì còn là nhỏ, khả năng cũng à đây cầm cố đây rồi. Vâng, cái này chắc là của nhóm chị Thảo rồi, chưa ở đâu ra. Và có 11.000 là giao dịch thôi. Chắc cũng toàn là của nội bộ tự chọn thôi. Và tiền gửi 93 tỷ chuẩn luôn. Một cái công ty chứng khoán mà có khách đại chúng mà khách khách nhiều ấy là thông thường cái này nó phải khoảng 1-2 nghìn. Ở đây chỉ có 90 thôi, gần như là của nhà. Vâng. Đúng rồi. Margin ăn được có 4 tỷ. Môi giới ăn được có 1 tỷ, gần như là một công ty cực mới toanh. Mới toanh và không có cái gì cả. Và nếu mà chúng ta có cần xem hay không thì chắc là có cái FVTL của cái công ty này mà trước khi HDBank sẽ mua. Vâng, cũng gần như là trái phiếu. Vâng, gần như trái phiếu, đầu tư cổ phiếu họ hầu như không đầu tư, có 400 triệu cổ phiếu thôi. Vâng, rất là nhỏ. Trái phiếu gần như trái phiếu hết đúng không? 31, 32 các thứ là toàn trái phiếu hết. Vâng, nhưng cái khoản hơn 1.000 tỷ đấy là trái phiếu. Vâng. Như vậy là đi theo một cái trend đúng không? Bởi vì BND hôm qua đúng không, trên khắp mặt báo người ta đều tăng đăng là chuẩn bị tăng vốn và ai cũng biết là khả năng là ông sẽ làm trái phiếu đúng không? Đấy. Thế còn nhà nước mình thì cũng quy định là ví dụ như HDS vốn chủ là 1.600 thì chỉ được 70% là ném tiền vào trái phiếu thôi. Vâng, tức là gọi là 1.000, 1.001 gì đấy đúng không, chúng ta không thể 1.002 gì đấy, cũng không thể nhiều hơn được. Ông muốn đầu tư trái phiếu thì ông phải tăng vốn lên đúng không, tăng vốn chủ lên thế thì mới mới làm được đúng không? Đấy là như vậy có thấy rõ ràng, mặc dù trái phiếu đúng không, các cái ngân hàng ví dụ như là Techcombank là SCB đúng không, họ dính rất là nhiều. Tất nhiên trái phiếu đấy ẩu thôi đúng không, chứ còn thực ra thị trường trái phiếu doanh nghiệp mình nghĩ là giống như nước ngoài là họ sẽ phát triển rất là mạnh. Cho nên là cái quan trọng của những cái công ty đi sau ấy là họ phải tránh được cái bước gọi là cái vết đổ của bên Techcombank đúng không, cũng như SCB. Không thể nào mà chúng ta lại không xếp hạng tín nhiệm hoặc là xếp hạng nội bộ đúng không, của cái công ty trái phiếu mà chúng ta định bán ấy, định môi giới đúng không? Chúng ta không xếp hạng tín nhiệm được. Không thể nào mà cứ bảo dựa vào nổi tiếng để bán, không cần quan tâm tài chính của công ty đấy, như thế là không ổn. Cho nên là mình nghĩ là công ty đi sau ví dụ như HDS này cũng là bây giờ bắt đầu cũng chẳng vấn đề gì cả đúng không, vì thị trường mình nghĩ là bây giờ đang gọi là bản chất đang gọi là làm mới lại thôi đúng không, không có gì cả. Như vậy khả năng là cũng không phải là tập trung vào cổ phiếu rồi đúng không, bởi vì công ty này hầu như là không có khách hàng cổ phiếu và mọi thứ họ đang làm gần như là sẽ cắm vào trái phiếu. Đấy là cái mình đã nhìn thấy. Và rất có thể là HDBank đúng không, họ muốn mua là để nhắm vào trái phiếu đúng không, khả năng cao trái phiếu doanh nghiệp nhé. Và mình nghĩ là cái này là có tiềm năng mà quan trọng là làm có đúng hay không thôi, chứ còn không thể nào là đi theo cái bước đi của mấy ông tech kia được. Và đấy là chúng ta
Đây, đúng không? Theo lý luận của bên Liên Bành này, sự cần thiết việc tham gia vào đồ và đầu tư vào công ty trong lĩnh vực chứng khoán. Đúng không? Mình nhớ là ông còn có cả bên bên quỹ, đúng không? HDCap, HD Capital gì đấy. Vâng, đấy là tốt. Bên có số lượng nhà đầu tư mới không tăng lên, tuy nhiên số lượng mới hiện nay mới đạt có 600 con số, còn rất thấp so với hiện nay là mình nhớ là đang là 7 triệu rồi. Còn hôm qua kia vừa có cái thông tin là 7 triệu mốt thì phải. À, rất thấp so với 10 mới trong thế giới con trai tiền đó. Mở rộng khai thác hiệu quả hơn nữa tới khách hàng như thông qua cung cấp dịch vụ như tư vấn phát hành, tư vấn tài chính, tái cấu trúc doanh nghiệp. Ngoài ra này còn bán chất sản phẩm, quyền chi hộ từ đó gia tăng cho là rồi. Điều kiện mà công ty đầu tư được cấp phép tối thiểu phép kinh doanh môi giới kinh doanh và tư vấn đầu tư qua muốn để trên cái gì đúng đúng hai đen rồi và gần như là đã đúng đây rồi cho ông tự đảo thôi và muốn lại 1023 đây vũ trụ là 6 và khả năng là cứ mua đúng bằng cái này đầu kê hoặc là gọi là tham một chút đúng không, có thể đẩy đến tận 2.000, 2.500, 3.000 nó kê thêm mua thêm của ngân hàng, à, lôi thêm tiền của ngân hàng ra vâng có lợi nhuận 3 năm gần đây vâng khả năng cao là HDS rồi vâng, không cần phải nhìn đây là biết là bóng là như thế đâu. Tiếp tục tham gia tái cơ cấu các tổ chức tín dụng đúng không, đến giờ thì nó cái này nó vẫn rất là kín đúng không, chúng ta như là mình cũng biết danh sách các ngân hàng nhỏ à, các ngân hàng xấu theo như mình vừa thử thì theo như báo Công an Nhân dân online người ta đưa tin đây thì là sẽ có bốn bốn thanh niên này và chúng ta sẽ có bốn thanh niên này và được nêu tên đúng không, đầu tiên là ngân hàng xây dựng này, CB Bank này, Ocean Bank này đúng không, Ocean Bank là không không phải là OCB đâu nhá, số bạn nhầm OCB với Ocean Bank, GP Bank đúng không, đấy, ngân hàng dầu khí toàn cầu và cùng là Đông Á Bank, Đông Á Bank là của nhóm bên PNG mà đấy là chúng ta và bốn ngân hàng yếu kém đúng không, và đang nằm trong cái chương trình gọi là chương trình tái cơ cấu của ngân hàng nhà nước đúng không, tái cơ cấu hệ thống ngân hàng của ngân hàng nhà nước và sẽ phải là sát nhập đúng không, hiện nay thì có MB này rồi hình như là Vietinbank này đúng không, rồi đây thì có HDBank với một ngân hàng lớn nữa sẽ nhận sát nhập một trong bốn ngân hàng này, hiện nay thì chúng ta chưa biết cái tên nào sẽ nối vào đây và bốn ngân hàng này sẽ được sáp nhập vào và trong đó thì trông có vẻ Đông Á là khá khẩm nhất trong cái đống này nếu mà cái gì HDBank đúng không, người ta quan hệ kiểu gì đấy mà vừa đống này đúng không? Thế có vẻ là ok nhá và ngân hàng này là mình nhớ là bị kiểm soát đặc biệt chứ không phải là hình như là không phải không đồng đúng không, ba ngân hàng này đã bị tuyên bố là tịch thu không đồng đấy, nhưng mà gần như là thằng này cũng ở rơi trạng thái rồi đúng không? Mình thấy bên PNG người ta cũng trích lập gần như là trăm trăm cái vụ bị kiểm soát đặc biệt này đây đúng rồi sẽ tham gia vào cái chương trình tái cơ cấu của tổ chức tín dụng theo đó là chủ trương của chính phủ ngân hàng nhà nước cũng như chủ trương tiếp tục thực hiện các nội dung đã hôm qua bổ sung phương án nhận chuyển giao bắt buộc theo tính thực tế đấy hoàng wow. Chúng ta sẽ có cái này tiếp tục giao đúng không? Cái này là năm ngoái đã từng từng đề nghị rồi đúng không, nhưng mà chưa 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 thực hiện cho nên bây giờ tiếp tục rồi đúng không, như vậy là đại cổ đông sẽ ủy quyền tiếp để ban lãnh đạo HDBank người ta tiếp tục làm và cuối cùng thì chúng ta đến với bầu bổ sung gì đây, bổ sung hội đồng quản trị chắc là Trác Đồng Thành là đúng rồi và vẫn vẫn là cái này thôi. Và như vậy là chúng ta đã xong được các cái phần liên quan tài liệu và chúng ta chỉ còn nữa hai cái cuối cùng là biên bản và nghị quyết. Vâng, mình chạy qua qua tí xem biên bản như nào. Vâng, đây là 22 đúng không? Đây là 22. 22 thì chúng ta đã biết rồi, không có gì phải lăn tăn cả. Và đây là 23. Cái này cũng gần giống như bữa nọ mình nhập liên quan đến báo cáo của ban điều hành. Như vậy chúng ta cũng không cần phải nhập lại. Gần như giống hệt. Và chúng ta có cả tham chiếu quý 1 ở đây nữa rồi. Vâng, gần như các chỉ tiêu đều cao lên. Và năm nay vẫn đặt mục tiêu cuối cùng của năm bốn chủ là 47.000. Tức là thêm là 8.000, trong đó thì như vậy đáng nhẽ lợi nhuận phải khoảng 10.000. Lợi nhuận là phải 10.000. 10.000 thì chẳng tức thì mặt đã hết 2.500 rồi đúng không? Có từ 10 trăm nọ. Như vậy còn khoảng tầm 8.000 thôi đúng không? Như vậy là đúng ra số này rồi.
À, đây là các cái tờ trình mà lúc nãy mình vừa được đọc. Ở đây thì chắc là đi ngắn ngắn qua tí xem tiêu đồ xem có cái gì lạ không, đúng không? Đúng đúng rồi. Chủ trương về việc góp vốn mua cổ phần của một công ty chứng khoán, đúng không? Vâng. Như vậy vụ mua này mình nghĩ là khả năng là sẽ phải mua giá nó phải cao cao tí, đúng không? Nhân dịp kiếm tiền. Và mấy cái bài này thì trong chủ ngân hàng người ta gọi là thông thạo rồi. Và thời đại mua 2.200, 2.500, thậm chí là 3.000 tỷ. Còn nếu mua rất lịch sự thì là 1.600, đúng không? Đấy, bằng đúng môn chủ. Đây ở đây thì chúng ta sẽ cùng đợi xem là tới chị Thảo trên mẫu gì, đúng không? Rồi, chúng ta xem cái cách có hay rút ruột hay không. Và thực ra thì cũng ông chủ thì họ cũng ăn tương đối đậm rồi, đúng không? ESOP đã bán được 40 triệu cổ giá 10. Rồi à 20 triệu rồi, đúng không? 20 triệu sau là khả năng sẽ bán tiếp. Rồi cũng có cái quỹ, đúng không? Quỹ cho hội đồng quản trị 1% cũng rất là cao. 1% của 10.000 là cũng cái 10.500 mà là 105 tỷ rồi. Như vậy là cũng ăn trong ăn ngoài rồi. Vâng. À, chiến lược phát triển ngân hàng. Liên quan đến rồi chủ trương tái cơ cấu hệ thống ngân hàng theo cái chủ trương của ngân hàng nhà nước. Vâng, các cái này có vẻ nó chi tiết hơn thôi. Vâng, như vậy là cũng không có gì, chúng ta sẽ ngó sang biên bản xem có gì hơn không. Vâng, đi họp ở đây có 23.900 cổ đông. Vâng. Như vậy đi họp. Vâng, không thấy nói số cổ đông. Chỉ nói là 76% tham dự thôi, và chúng ta ghi nhận là tỷ lệ sở hữu, đúng không? Tham gia họp cổ đông là 76%. Và nhỏ thôi. Thông qua danh sách là chủ tịch. Và có 1% phản đối. Và thông qua danh sách của ban kiểm phiếu cũng có 1,1, à không có ý kiến, và khả năng là mấy quỹ ngoại rồi, cái kiểu này là không ý kiến này. Và thông qua chương trình nghị sự tại đại hội và cũng một đúng, và vẫn vẫn cái số lượng đấy thôi. Và báo cáo trình bày các kiểu rồi. À, đến đến đây đến lúc 10 giờ đến cuối buổi, đúng không? Cuối buổi thì tổng ở đây là 360 cổ đông và đến đoạn này là 82%. Wow, như vậy là có khoảng số đến dự cao su mất 6%. Và đây đây đến đoạn này lại kiểm phiếu. Wow. Rồi đúng không? Đấy, bắt đầu cái số phiếu nó lại nhích lên rồi. Hai cái này mình cũng ghi nhận rồi. Như vậy cái số gần như là không ý kiến, nó cứ nằm ở đấy, gần như là cái quỹ rồi. Và báo cáo của bên PwC thì tự dưng lại có ý kiến không tán thành. Đến báo đánh giá của thành viên nào thì thậm chí là không ý kiến là đến tận 2%. Vâng, hơi khó hiểu. Phương án phân phối lợi nhuận là đến không tán thành đến 3%. Vâng, rất cao. Và cái phương án tăng nô lệ, vâng, phản đối siêu lớn, không tán thành là đến 1%. Vâng, cái này phương án tăng lên đấy, con số này cực kỳ lớn. Vâng, mình cộng lại nó là đến hơn 9 rồi, họ không tán thành đến hơn 9 rồi. Vâng, một là mình nghĩ là chính là cái ESOP, còn cái cổ tức cổ phiếu thì không phải là cái vấn đề lớn. Và một vụ sáp nhập như vậy năm nay liên quan đến tăng vốn sẽ có, một là ESOP là 20 triệu, hai là cổ tức cổ phiếu 15%, và ba chính là nhận sáp nhập một ngân hàng yếu kém, đúng không? Như vậy cái này ấy, khả năng là không có vấn đề, nhưng mà hai cái có vấn đề chắc là thứ nhất là cái ESOP khôn khôn này, và thứ hai là cái này, vì có nhiều quỹ là người ta rất muốn hỏi là đấy là ngân hàng nào trong số bốn cái ông yếu kém kia. Vâng, có thể là chị Thảo chị thích làm chính trị, đúng không? Chị tham gia cơ cấu, đúng không? Sau này xin xỏ cho dễ.
Các quỹ là mình nghĩ là người ta sẽ không thích cái này. Và đấy gọi là có thể nhìn dài hẳn ra thì rồi chị tự tin về việc đã từng gọi là nhận sáp nhập một ngân hàng ngày xưa là Đại Á đúng không? Đại Á Banh thì có thể có cái suy nghĩ khác. Tù lao phụ cấp hoặc là còn chỉ bao kiểm soát bây giờ được. Và cái này thì không có đề gì, chỉ là không ý kiến thôi. Vâng, nhưng mà cái vụ tăng nô lệ là có vấn đề. Vâng, một là ESOP và thứ hai là vụ nhận sáp nhập kia. Vụ trái phiếu không vấn đề. Rất chắc thì nó là ủy quyền. Vâng, vụ này thì không ý kiến. Vâng, không sao. Cũng có một số người không 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 ok lắm. Vâng, thế nào cũng kê giá cho mày, mình đoán là như vậy. Rồi miễn nhiệm bà này thì không 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 sao. Sửa đổi nghề cập nhật theo điều lệ giấy phép doanh nghiệp. Đây là này, đấy, đến 4% phản đối. Liên quan đến đầu tư mua bán tài sản của ngân hàng. Vâng, cũng không ok cái này. Vâng, chính là cái vụ đi mua cái rồi. Đi mua công ty chứng khoán này rồi. Đúng rồi, đúng đúng luôn. Đấy, đúng luôn. Mua mua công ty con, công ty kết chính công ty chứng khoán. Vâng, bởi vì đến mình ngồi đây đọc thì cũng mình cũng đoán lờ mờ là thế nào cũng kê giá. Vâng, chiến lược thì thôi. Điều chỉnh trái cơ cấu đây, đúng rồi, đúng rồi. Giống hết, đúng không? Cái nhánh này là người ta không ok cái này. Kể cả cái xử lý ngoại bản đấy. Rồi. Thông qua tờ trình tiếp tục tham gia tái cơ cấu, đúng không? Thậm chí là còn đến 5%. Bổ sung vào đội quản trị thì không có mấy ai phản đối, nhưng mà cái này cũng rất cao. Đấy, tiếp tục. Tức là tham gia tái cơ cấu. Đấy, mà công thành lúc này nó đã lên đến 5, chứ nó không phải 4. Tất nhiên nhóm nhóm chị Thảo chị cũng hơn nửa cái nào thì người ta cứ tự tin là người ta ok thôi. Tuy nhiên là ý kiến phản đối này đấy là một ý kiến trái chiều, gọi là và thứ quan trọng cần cần ghi nhận đúng không? Đấy là chính những cổ đông ngoài như mình đúng không? Hoặc là các quỹ không ok là không ok. Về cả mặc dù rồi cũng sẽ được thông qua thôi đúng không? Bởi vì nhóm chủ người ta cầm chính rồi. Tuy nhiên là cái việc không được là cũng rất nguy hiểm. Khả năng hôm nay mình sẽ tạm dừng đây nhá, đúng không? Vì cũng chuẩn bị đến giờ giao dịch rồi. Ok, tạm dừng đây.